Trong kế hoạch phát triển 5 năm tới của tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, tập đoàn này sẽ đầu tư 20.000 tỷ đồng để phát triển hạ tầng thương mại tại Việt Nam, tăng điểm bán hàng, các chuỗi cung ứng mới và phát triển hệ sinh thái các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm, giúp đưa các sản phẩm chất lượng tốt từ người nông dân đến người tiêu dùng và từ Việt Nam xuất khẩu sang hệ thống siêu thị của Central Group tại các nước Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, ông Olivier Lenglet, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, đã báo cáo về kế hoạch tổ chức tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan, nhân dịp Thái Lan tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao những nỗ lực của Central Retail suốt những năm qua trong việc tiêu thụ và quảng bá sản phẩm Việt Nam ở trong nước và quốc tế, đồng thời đề nghị Central Group tích cực triển khai các cam kết theo MOU đã ký kết với Bộ Công Thương, trong đó có hoạt động nghiên cứu và đánh giá khả năng phát triển dự án nông nghiệp, hỗ trợ người nông dân trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia sản xuất sản phẩm nông nghiệp đảm bảo yêu cầu chất lượng để xuất khẩu vào các hệ thống phân phối của central group không chỉ tại thái lan mà cả châu âu